Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ ba quan chức Mỹ rằng Tổng thống Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ gửi để tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, vốn được Moscow sử dụng để phát động tấn công vào thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine. Một quan chức giấu tên nói, Tổng thống Biden gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công, đối phó tình hình ở khu vực Kharkov để Kiev có thể đánh trả các lực lượng Nga đang hoặc chuẩn bị tấn công họ, nhấn mạnh rằng việc tấn công chỉ áp dụng cho các mục tiêu bên trong nước Nga gần biên giới với Kharkov. Cũng theo nguồn tin, quyết định của ông Biden không có nghĩa là Mỹ hiện đồng ý với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào các cơ sở dầu khí của Nga. Theo Reuters, quy định trên đánh dấu sự thay đổi chính sách của ông Biden, vốn kiên quyết từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong nước Nga. Được biết, đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Biden âm thầm nới lỏng chính sách liên quan vũ khí viện trợ cho Ukraine. Giới chức Mỹ hồi tháng 4 xác nhận nước này đã chuyển loạt tên lửa đạn đạo Atak với tầm bắn 300 km trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine trị giá 300 triệu đô la Mỹ được phê duyệt tháng trước đó. Lầu năm góc ban đầu từ chối chuyển mẫu Atak MS tầm bắn 300 km do lo ngại Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, làm căng thẳng xung đột và dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Moscow và Washington, cũng như ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, các đồng minh phương Tây đã viện trợ tài chính và quân sự, chuyển hàng loạt tên lửa và pháo, hệ thống phòng không, xe tăng, thiết giáp, UAV cho Ukraine nhưng không cho phép Kiev sử dụng những khí tài này để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Vài tuần trở lại đây, Ukraine liên tục đề nghị Mỹ và các đồng minh nới lỏng quy định để Kiev có thể dùng vũ khí viện trợ tập kích vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Đề nghị này ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều nước phương Tây. Đến nay, hơn 10 quốc gia đã bật đèn xanh cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đã đến lúc Ukraine cần được phép dùng vũ khí viện trợ để đáp trả vào lãnh thổ Nga, coi đó là cách giúp Kiev tự vệ. Mặt khác, ông phản đối ý tưởng đưa quân vào Ukraine vì điều đó sẽ khiến NATO khó tránh khỏi bị cuốn vào một cuộc xung đột với Nga. Về phần mình, trong chuyến thăm Moldova mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington và các đồng minh đã thích nghi và sẽ điều chỉnh viện trợ vũ khí để đảm bảo cho thành công của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Gần đây, Kharkov đã trở thành khu vực trọng điểm trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Cụm quân phía Bắc của Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô vào khu vực này và đạt được một số tiến bộ. Để đáp trả, quân đội Ukraine cũng đã tăng cường tấn công vào khu vực Crimea và đạt được những thành công đáng kể. Theo Reuters, lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công một căn cứ phòng không của Nga ở Crimea. Cuộc tấn công này đã phá hủy radar của căn cứ và khiến đại tá Alexander, chỉ huy căn cứ thiệt mạng. Massa, một công ty của Mỹ đã sử dụng vệ tinh của mình để theo dõi cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Từ những hình ảnh do Masa cung cấp, cho thấy vị trí tên lửa Atak bắn trúng mục tiêu. Trong cuộc tấn công này, một máy bay đánh chặn hạng nặng MiG-31 và ba máy bay chiến đấu Su-27 đã bị phá hủy cùng với một kho nhiên liệu của Nga. Tên lửa Atak của Ukraine cũng đã phá hủy được một tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga. Vụ tấn công này được xem như một thành công lớn của quân đội Ukraine. Căn cứ không quân Benbeck, căn cứ không quân lớn nhất của Nga ở Crimea, bị ảnh hưởng nặng nề. Các máy bay Nga được cất giữ trong những nhà chứa máy bay đơn giản, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng. Trong khi đó, các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga bình thường có thể đánh chặn hiệu quả tên lửa của Ukraine, nhưng lần này lại bị tên lửa Ukraine tiêu diệt ngược lại. Chiến lược của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga rất rõ ràng. Lực lượng Nga gặp khó khăn trong việc tiến quân ở khu vực Donbass nên đã mở mặt trận mới để làm suy yếu lực lượng Ukraine. Giờ đây, giao tranh đã chuyển sang Kharkov. Trong khi đó, Ukraine cũng đang tìm cách phản công ở Kherson và Crimea. Cả hai bên đều nhằm mục đích làm suy yếu đối phương và tìm cơ hội cho một đòn tấn công quyết định. Dù quân đội Nga mạnh, nhưng quyết tâm của Ukraine cũng rất đáng kể. Kherson và Crimea là những điểm chiến lược dễ bị tấn công. Crimea được bao quanh bởi biển đen và là mục tiêu quan trọng của Ukraine. Các lực lượng Ukraine thường triển khai nhiều phương tiện không người lái trong đó có tàu không người lái mang chất nổ, tấn công các tàu chiến và gây ra nhiều thiệt hại cho hải quân Nga. Kể từ khi xung đột bắt đầu, hạm đội biển đen của Nga đã mất nhiều tàu chiến trước các cuộc tấn công của Ukraine. Ngay cả căn cứ không quân Benbek cũng bị tên lửa Ukraine tấn công. Khoảng cách địa lý khá gần với Ukraine và có đường bờ biển dài đã tạo ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo vệ Crimea. Điều này cũng đặt ra những câu hỏi về việc vũ khí của Nga thực sự tốt đến mức nào. Lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa attack ms để tiêu diệt các hệ thống phòng không của Nga như S-400. Điều này cho thấy những điểm yếu trong kế hoạch phòng thủ của Nga. Ukraine đang tăng cường tấn công về phía Crimea nhằm gây sức ép cho quân đội Nga. Tuy nhiên, sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tạo ra những thách thức lớn. Việc gây áp lực nhằm buộc Nga giảm sức ép lên các mặt trận khác là rất khó đạt được. Crimea và Ukraine bị chia cắt bởi các rào cản địa lý quan trọng như Kherson và sông Dnieper. Ukraine sẽ cần phải vượt sông và giành được đất đai mới có thể buộc Nga phải điều động lực lượng đối phó. Kịch bản như vậy sẽ buộc Nga phải rút quân khỏi Donbass. Tuy nhiên, nhìn vào khả năng hiện tại của quân đội Ukraine, để tiến hành hoạt động vượt sông như vậy rất khó có thể xảy ra. Mặc dù các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lực lượng Nga có thể gây ra một số thiệt hại, nhưng chúng khó có thể thay đổi đáng kể tình hình chiến lược rộng lớn hơn. Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RIA Novosti, ông Lavrov cho biết nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất, Nga sẽ không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Theo ông Lavrov, việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất của Mỹ ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tạo ra thách thức an ninh nghiêm trọng đối với Nga. Tháng 4 vừa qua, chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương Charles Flynn tuyên bố Mỹ có thể triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian tới để đáp lại, vào đầu tháng 5, bộ ngoại giao Nga tuyên bố Nga đang tăng cường phát triển và bắt đầu sản xuất các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời một lần nữa cảnh báo rằng nếu các hệ thống như vậy của Mỹ xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, Nga sẽ dỡ bỏ các hạn chế tự áp đặt để triển khai các loại tên lửa này. Mỹ trước đây không được triển khai như vậy theo hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga. Tuy nhiên, Mỹ đã chính thức rút khỏi INF vào năm 2019 sau khi cho rằng Moscow vi phạm hiệp ước này cáo buộc mà Điện Kremlin đã bác bỏ. Được ký kết năm 1987 bởi các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô là Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev, hiệp ước INF cấm hai nước phát triển và vận hành các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Trong diễn biến khác, chuyên gia Dmitry Suslov, thành viên Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng có trụ sở ở Moscow, mới đây cho rằng Nga nên xem xét thực hiện một vụ nổ hạt nhân để ngăn việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Đề xuất của chuyên gia này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 5 cảnh báo phương Tây rằng các nước thành viên NATO ở châu Âu đang đùa với lửa khi đề xuất cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, điều mà ông Putin cho rằng có thể dẫn tới xung đột toàn cầu. Từ khi mở kế hoạch quân sự ở Ukraine, các lãnh đạo và quan chức Nga nhiều lần đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây và đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật sang quốc gia đồng minh Belarus. Theo một ước tính, Nga sở hữu khoảng 1.710 đầu đạn hạt nhân được triển khai cho ba lực lượng chiến lược, bao gồm 326 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, 12 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo SSBN và 192 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, 58 máy bay ném bom chiến lược. Mỹ có khoảng 1.770 đầu đạn hạt nhân được triển khai. Quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng một loạt nhà chứa máy bay mới nhằm bảo vệ tài sản quân sự trước mối đe dọa tiềm tàng của máy bay không người lái tấn công và tên lửa mang đầu đạn chùm. Theo các hình ảnh vệ tinh, Việc xây dựng nhà chứa máy bay được Nga thực hiện ở sân bay Marinuka, vùng Volgograd, cách biên giới với Ukraine khoảng 300 km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 12 nhà chứa máy bay mới có thể được dùng làm nơi trú ẩn cho máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và cường kích ném bom Su-34. Các nhà quan sát quân sự tin rằng việc Nga xây dựng các nhà chứa máy bay này nhằm mục đích bảo vệ máy bay của nước này khỏi những cuộc tấn công tiềm tàng của máy bay không người lái cũng như các loại tên lửa tầm xa của Ukraine bao gồm Attack MS và Storm Shadow. Đáng chú ý, việc Nga sử dụng nhà chứa máy bay này sẽ giúp ngăn vệ tinh và các thiết bị quang học khác của Ukraine xác định vật thể bên trong nhà chứa. Trước đó, quân đội Nga cũng được cho là đang xây dựng một căn cứ không quân mới ở vùng Benkorod. Tờ Min.in.ua dẫn nguồn tin từ chuyên gia phân tích quân sự Red Intel Panda của OSINT cho biết căn cứ không quân bí mật của Nga đang được hình thành gần thị trấn Alexeyevka. Nằm cách biên giới Ukraina khoảng 70 km, nhà nghiên cứu cũng đã công bố các hình ảnh vệ tinh liên quan, ghi lại các giai đoạn xây dựng của căn cứ. Chuyên gia này cho biết, công việc chuẩn bị xây dựng đã bắt đầu vào năm ngoái, với việc xây dựng đường băng vào tháng 7 năm 2023. Trong những tháng tiếp theo, trước khi bước vào mùa đông, việc quy hoạch đường băng gần như đã hoàn thành. Vào khoảng đầu tháng 4 năm nay, sau khi băng tan, công việc xây dựng căn cứ đã được nối lại. Tính đến ngày 27 tháng 4, đường băng sân bay đang được phủ bê tông. Theo các thông tin thu thập được, nhà phân tích quân sự của OSINT xác định đường băng có chiều dài khoảng 1.800m, đủ để chứa nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm máy bay vận tải quân sự như An-26, máy bay tấn công mặt đất Su-25, cũng như máy bay trực thăng. Red Intel banda lưu ý rằng Alexey Zepka nằm trong khu vực cấm các chuyến bay dân sự qua lãnh thổ Nga. Vì vậy, ông suy đoán sân bay mới này đang được xây dựng cho mục đích quân sự vì không có báo cáo nào trên phương tiện truyền thông Nga về việc Nga phát triển một sân bay dân sự mới ở vùng Benkorod. Trong thời gian qua, đã xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan tới kế hoạch của lực lượng hàng không vũ trụ Nga về việc sử dụng bom siêu lớn FAB-3000 trên chiến trường Ukraine. Theo thông tin được cung cấp bởi một cựu phi công quân sự và hiện là chuyên gia bình luận có biệt danh Fighter Bomber, việc phát triển mô đun cánh lượn có điều khiển UMPC cho bom FAB-3000 đã hoàn thiện và chúng sẽ sẵn sàng sử dụng trong vài tuần tới. Trong giai đoạn đầu, bom FAB 3000 với mô-đun UMPC sẽ trải qua quá trình thử nghiệm toàn diện. Đây là quy trình tiêu chuẩn cho tất cả các loại vũ khí mới, giúp đánh giá đặc điểm của chúng và loại bỏ những thiếu sót. Sau khi hoàn thành toàn bộ các bài kiểm tra trên thực địa, vũ khí mới sẽ được đánh giá trong điều kiện chiến đấu thực tế ở quy mô nhỏ và sau đó, quả bom mới sẽ được đưa đến các trung đoàn chiến đấu để sử dụng trên diện rộng. Nguồn tin nhấn mạnh, phương tiện vận chuyển mang bom FAB 3000 sẽ là máy bay ném bom tiền tuyến Su-34. Sự lựa chọn này là do độ tin cậy và khả năng cơ động cao của chiếc Fulback cũng như khả năng mang tải trọng lớn. Việc sử dụng bom siêu lớn FAB-3000 còn giúp giảm số lượng chuyến bay cần thiết để phá hủy một mục tiêu, từ đó giảm chi phí vận hành và tăng khả năng chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Sự xuất hiện dự kiến của bom FAB-3000 gắn mô-đun UMPC và có thể cả loại UMPB cải tiến với động cơ đẩy đã gây lo ngại cho NATO và Ukraina. Các nhà phân tích quân sự hàng đầu từ Mỹ và châu Âu nhấn mạnh, Nga đã thể hiện tiến bộ lớn trong lĩnh vực chế tạo vũ khí. Mặc dù Nga đang tái sản xuất bom FAB-3000, nhưng trên thực tế, loại bom này đã được họ sử dụng ngay từ chiến dịch bao vây và tấn công thành phố Mariupol ở Zaporizhia vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, để sử dụng loại bom này, quân đội Nga khi đó phải chờ khép vòng vây ở Mariupol và đảm bảo được ưu thế trên không tại đây. Họ mới cho sử dụng máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 Backfire để thả bom FAB-3000 xuống nhà máy thép Azovstan nơi quân đội Ukraine cố thủ. Cần lưu ý rằng khi không quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom Tu-22M3 để thả bom FAB-3000 hoặc các loại bom khác từ trên không xuống Mariupol, chủ yếu là nhờ họ có ưu thế trên không và không phải lo lắng về việc phía Ukraine sử dụng hệ thống phòng không để phản đòn. Nhưng giờ đây, trên chiến trường Ukraine quân đội Nga khó có thể tìm được một nơi lý tưởng như vậy để thả bom bởi mối đe dọa từ các hệ thống phòng không giã chiến và thậm chí là các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot của quân đội Ukraine quá mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm và tích cực thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức khác. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dựa trên kế hoạch này. Vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Mỹ có tham gia vào quá trình lập công thức hòa bình này của Ukraine hay không? Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận, tất nhiên là có. Quan chức này cho biết thêm, giới chức Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã và đang tích cực tham gia vào việc thúc đẩy công thức hòa bình Ukraine, đồng thời phối hợp với các nước khác để tìm cách tối ưu hóa công thức đó. Trước đó, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng cho biết, Mỹ chưa bao giờ thực sự hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga, kể cả ở thời điểm cuối năm 2022 khi Kiev phản công thành công và giành lại một phần lãnh thổ. Bà Nuland lý giải, khi đó họ không ở vị thế đủ mạnh. Bây giờ họ không ở một vị trí đủ mạnh. Thỏa thuận duy nhất mà Nga sẽ thực hiện khi đó là một thỏa thuận những gì của tôi là của tôi, những gì của các vị có thể thương lượng được. Tất nhiên một thỏa thuận như vậy là không bền vững. Mặt khác, bà Nuland cũng cho rằng. Nga chưa đạt được mục tiêu trong hoạt động quân sự. Theo bà, Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến với Nga. Cũng trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã thúc giục người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị hòa bình diễn ra ở Thụy Sĩ. Chính quyền Kiev đang tìm cách mở rộng thành phần tham dự hội nghị với hy vọng có thể giành được sự ủng hộ lớn hơn nữa của thế giới về tầm nhìn của Kiev liên quan khả năng chấm dứt chiến sự với Nga. Thế nhưng, cuộc gặp sẽ bớt phần ý nghĩa nếu Tổng thống Biden không thể đến dự vì bận rộn tranh cử với ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Tổng thống Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo bên cạnh thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, nếu ông Biden không có mặt, điều đó chẳng khác nào tiếng vỗ tay chúc mừng cho ông Putin. Trong khi đó, Moscow cho rằng hội nghị hòa bình mà không có Nga tham dự là điều vô lý, không có khả năng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Theo kế hoạch, hội nghị hòa bình với Ukraine sẽ diễn ra trong 2 ngày, 15-16 tháng 6 tới tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock gần thành phố Lucerne, miền trung Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị và đã nhận được hơn 50 xác nhận. Sự kiện được tổ chức theo đề nghị của Ukraine và xoay quanh thảo luận công thức hòa bình của nước này. Hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Nga cáo buộc NATO cùng một số nước châu Âu đang xúi dục Ukraine tiếp tục cái gọi là cuộc giao tranh vô nghĩa của Kiev với Moscow, đề cập việc phương Tây cân nhắc cho phép Ukraine dùng vũ khí được viện trợ để tập kích lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các nước thành viên NATO, đặc biệt là Mỹ và một số quốc gia châu Âu, gần đây bắt đầu một đợt gia tăng căng thẳng mới. Họ làm việc này một cách cố tình. Chúng tôi đã nghe nhiều tuyên bố hiếu chiến. Họ đang xúi dục Ukraine bằng mọi cách có thể nhằm tiếp tục cuộc xung đột vô nghĩa này. Phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh báo động thái chắc chắn gây ra hậu quả và những quốc gia chọn gia tăng căng thẳng sau cùng sẽ là biên bị tổn hại lợi ích. Trước đó, tướng Vladimir Kulishov, người đứng đầu cơ quan biên phòng trực thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lên kịch bản về việc tiến hành thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào nước Nga. Ông Kulishov nói, ở khu vực gần biên giới Nga, các hoạt động trinh sát của NATO ngày càng gia tăng, cường độ huấn luyện tác chiến của quân đội trực thuộc liên minh quân sự ngày càng tăng cường rõ rệt. Trong đó, họ cũng đang triển khai kịch bản về việc tiến hành các hoạt động chiến đấu đối đầu trực tiếp với Nga, bao gồm cả việc tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi. Vị tướng quân đội Nga nói thêm, trong những tình huống như vậy, đòi hỏi quân đội nước này phải thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ khu vực biên giới. Liên quan đến vụ việc này, phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov trả lời báo izvestia rằng nato đang thúc đẩy các hoạt động quân sự làm gia tăng mức độ gia tăng của tình hình an ninh trong khu vực phía nga cho biết các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược của lực lượng tên lửa thuộc lực lượng quân khu phía nam đã bắt đầu trong bối cảnh các nước phương tây liên tục đưa ra những tuyên bố gây căng thẳng khu vực quân khu phía nam của quân đội nga chính là nơi đang diễn ra kế hoạch quân sự tại ukraine Vừa qua, quân đội Mỹ đã triển khai 4 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân do nước này sản xuất đến căn cứ không quân Fairford, Fairford AFB ở Anh. Giới quan sát Nga nói rằng 4 chiếc B-52 nhắm thẳng vào hướng bán đảo Crimea và vùng Kaliningrad, lãnh thổ Nga nằm lọt thỏm giữa lòng châu Âu. Theo tuyên bố vào hôm 25 tháng 5, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đạt được những tiến bộ trong đề xuất của Mỹ về việc hình thành một khoản cho Ukraine vay trị giá tới 50 tỷ đô la Mỹ dựa trên tiền lãi do tài sản của Nga tạo ra. Tuy nhiên, các quốc gia như Pháp và Đức vẫn lo ngại. Hai quốc gia này cho rằng người nộp thuế của họ sẽ gặp khó khăn nếu Kiev không thể trả lại số tiền đó khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này kết thúc. Bộ trưởng Bộ Tài chính Italia Giancarlo Giogetti người chủ trì cuộc họp này dưới nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Italia cho biết có những vấn đề nghiêm trọng về mặt kỹ thuật và pháp lý. Các tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng ở châu Âu ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, chúng đã được đầu tư và thu lãi. Sau nhiều tháng bất đồng, Mỹ đã thu hẹp kế hoạch ban đầu là tịch thu toàn bộ tài sản và thay vào đó sử dụng tiền lãi để làm đòn bẩy cho khoản vay này phía Liên minh châu Âu EU có nhiều lợi thế hơn trong kế hoạch này vì khối này nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Moscow, trong khi các ngân hàng Mỹ chỉ giữ một lượng tiền không đáng kể. Sau nhiều tháng bất đồng, các bộ trưởng tài chính tập trung tại Italia đã cố gắng thể hiện một mặt trận thống nhất. Nhưng các dạn nứt đã xuất hiện khi các nước EU chỉ thể hiện sự ủng hộ thờ ơ đối với kế hoạch này. Các nhà ngoại giao phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn để giải quyết những khác biệt này trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 ở Italia vào trung tuần tháng 6 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergei Machenko, người tham dự cuộc họp G7 cho biết Kiev có khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ông mô tả kế hoạch do Washington dẫn đầu là một bước đi đúng hướng. Tuy nhiên, ông ủng hộ việc tịch thu toàn bộ tài sản của Moscow. Trong khi đó, châu Âu lo ngại rằng việc đồng ý với đề xuất của Mỹ sẽ mang lại chiến thắng cho Washington, trong khi cuối cùng họ sẽ là những người phải trả giá. Có những lo ngại liên quan rằng người nộp thuế ở châu Âu sẽ phải tự bỏ tiền nếu các khoản nợ của Ukraine bị trì hoãn theo một thỏa thuận hòa bình. Các thành viên EU của G7 là Đức, Pháp và Italia cũng nhấn mạnh Mỹ phải trả phần của mình nếu các khoản thanh toán lãi thay đổi giữa chừng hoặc nếu Ukraine không thể trả nợ trong những năm tới. 27 nước EU đã ký kế hoạch sử dụng 90% lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu, khoảng 3 tỷ euro để mua vũ khí cho Ukraine bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Yếu tố gây căng thẳng nữa là Washington muốn chuyển khoản vay tiềm năng trực tiếp cho Ukraine. Thay vào đó, các quan chức EU đề nghị cung cấp tiền cho Kiev thông qua quỹ dành riêng cho nước này vì hầu hết tài sản của Nga bị tịch thu ở châu Âu. Ngoài ra, hai quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại rằng các nước EU có thiện cảm với Nga như Hungary có thể phản đối bất cứ điều gì gần với kế hoạch của Mỹ. Chỉ một chính phủ duy nhất cũng có thể ngăn chặn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Điều này sẽ tạo thêm bất ổn cho hành trình bơm thêm viện trợ cho Ukraine. Gần đây nhất, Hungary đã ra tín hiệu phản đối việc mua vũ khí cho Kiev theo kế hoạch hạn chế hơn do EU dẫn đầu về tài sản bị phong tỏa. Đây là dấu hiệu cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu đề xuất của Mỹ được thông qua.